Em chào cả nhà nhé. Em xin tự giới thiệu, em là Thúy, chuyên cung cấp các mặt hàng hoa phong lan tại thành phố Nam Định ạ. Số điện thoại liên hệ đặt hàng của bên em là 0981 550 768 hoặc 0817 892 229. Địa chỉ vừa lan nhà em là đối diện số nhà 1010, đường Trần Huy Liệu, thành phố Nam Định ạ. Và bên cơ sở lan nhà em thì có nhận ship hàng toàn quốc. Khi mà mọi người nhận hàng mới phải thanh toán tiền. Đơn hàng ở bên nhà em thì đều không bao ship nhé, vì ship đồng giá là 40.000 một đơn hàng ạ. Sau đây thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết từng cái sản phẩm một nhé. Phi Điệp hoa sổ số cả nhà nhé. Đây, cái dòng này mọi người mua về quay sổ số biết đâu lại trúng ngay con 5 cánh trắng nhá. Một bảng Phi Điệp như thế này em bán với giá là 130.000, chưa có phí ship. Đặc biệt khi mà mọi người mua từ hai bảng đổ lên thì giá chỉ còn là 250.000 nhá. 250.000 hai bảng ạ. Đây. Cực kỳ là nhiều ngọn luôn này. Đây có sẵn một bông này. Đây ở đây em có một bông bói này, bẹt nhá. Con này con bẹt này. Lưu ý với mọi người là cái lô hàng này của nhà em nó cực kỳ nhiều bẹt nhá. Rất là nhiều bẹt luôn. Có 130.000 một em thôi ạ. Quá rẻ luôn nhá. Mà khi mà mọi người mua hai bảng trở lên nhá thì là giá là 250.000. Đây, một bảng như thế này nhá. Tương đối là dày ngọn đấy ạ. Đây là những cái bảng mà nó ngọn nó ngắn nó nhỏ thế này này thì là nó nhiều ngọn nhá. Còn nhà em có những cái bảng mà ngọn nó dài. Đây em tìm những cái bảng ngọn dài này. Nhưng những cái bảng này này, ngọn nó dài này thì nó sẽ ít ngọn hơn một chút nhá. Đó. Cái này thì phụ thuộc vào sở thích của từng người. Đây, những cái bảng ngọn dài này thì một bảng nó chỉ khoảng tầm 4 đến 5 ngọn thôi ạ. Đồng giá bằng nhau hết nha mọi người nhá. Đó. Trầm tím cánh bầu thì em về hàng nhá cả nhà nhá. Đây cái hàng này nó là cái dòng thân thủ lá mít này. Thân to mập luôn nhá. Một bảng như này em bán là 130.000, chưa có phí ship, và em ship từ hai bảng trở lên nha các bác nhá. Đó. Đây ở đây có cái mặt hoa thực tế luôn cho mọi người này. Tím đậm nhá, cái dòng này nó là màu tím đậm này. Đẹp chưa? Trầm thì nó cực kỳ là thơm rồi, tương đối sai bông nhá mọi người nhìn này. Đó. Hoa của nó cũng rất là bền nhá. Đối với cái hoa trầm này thì mọi người phải chơi được khoảng tầm 1 tháng nhá. Đây. Đây mọi người nhìn mầm nó lên này. Siêu nhiều luôn nhá. Đấy. Có những bảng thì nó cũng vẫn đang còn nụ đây này, những cái thân này này. Là thân hoa đây nhá. Thân này là thân hoa đây. Còn chủ yếu ạ, chủ yếu thì nó đang là thân non. Cái mầm mới lên ạ. Những cái mầm như này thì để sang năm cho mọi người chơi hoa nhá. Cái hàng trầm này này thì nó sẽ có lẫn cả thân già lẫn thân tơ nhá mọi người nhá. Chứ nó không có 100% là thân hoa đâu ạ. Đây này, lẫn cả thân già nhá. 130.000 một bảng. Em ship từ hai bảng trở lên cả nhà nhá. Phi Điệp 5 cánh trắng mắt đỏ của nhà em cập bến này. Đây mặt hoa thực tế nha các bác nhá. Cực kỳ sắc nét luôn. Cái dòng này thì hoa tương đối là to đấy ạ. Đây một bảng như thế này em đang bán với giá là 150.000, chưa có phí ship, và em ship từ hai bảng đổ lên nhá. Trung bình một bảng nó sẽ có hai thân. Em không tính mầm gốc nhá. Toàn bộ đều là cái thân tương đối dài rồi đấy ạ. Đây. Cái hàng này nó là cái hàng ươm ki, hàng thuần năm thứ hai nhá mọi người nhá. Chuẩn mặt hoa này. Cực kỳ đẹp, cực kỳ sắc nét luôn nhá. Rồi. Quá là đẹp luôn. Cái này thì về đây, mọi người bóc cái phần thép này ra này. Bóc ra nó rất là đơn giản nhá, để mọi người chuyển sang chậu cũng được, mà ghép vào lũa cũng được nhá. Đây. Cái miếng này của nhà em nó là cái miếng giả gỗ thôi ạ. Xanh tươi mơn mởn nhá. Đây đây nó còn những cái thân hoa cũ này cả nhà này. Đó.
Các bác cứ lưu ý giúp em là một bảng này nó cứ có hai thân dài. Đây, hàng về bạt ngàn nhá. Nên là mọi người mua sỉ, mua lẻ thì cứ liên hệ qua cái số điện thoại 0981 550 768 hoặc 0817 892 229 giúp em nhé. Và cả hai số điện thoại trên em đều dùng Zalo. Nên là các bác cứ kết nối qua hai số điện thoại đó và em sẽ quay video hoặc là chụp hình chi tiết gửi cho mọi người. Đây. Hàng bao đẹp nhá, chuẩn mặt hoa luôn này.